chắc bốn em anh em. Bây giờ là 5 giờ rồi anh em ạ. Đi đánh cò là phải đi từ sáng vậy. Đấy, xong rồi anh em ạ.
răng mấy con cò mồi là xong thôi. Giờ chỉnh chọt lại xem, kiểm tra xem cái lưới nó có bị mắc hay không. Thế là ok rồi. Được thôi anh em ạ. Thank you.
Ok hết rồi anh em ạ. 5:30 rồi. Chả biết nay im trời vậy không. Hơi có tí gió tí thôi. Gió lớt phớt nhẹ thôi. Chả biết nay có cò không. Đấy. Đồ đạc chuẩn bị xong hết rồi. Bãi đây. Cò bay này. Cò bay ra đến đấy. Bãi đây phát đẹp như thế này mà không có cò để mà đánh anh em ạ. Mấy ngày đánh chưa gặp cái đàn nào. Ôi trời ơi anh em ơi. Lại mới được mẹ làm phát bốn chú. Ây chà. Đâu rồi? À đủ bốn.
hát bốn em anh em ạ. Vắng bóng lắm anh ạ, anh em ạ. Có. Gặp được đàn 6 em. Nay xuống êm phết anh em ạ. Đàn 6 em xuống được 4 em, còn 2 em ra ngoài. Úp không trượt con nào. Toàn cò to. Cò to nhưng mà được 3 con mã, 2 con mã đẹp. Còn một con bợ, một con chưa lại thay lông xong. Gặp mỗi đàn có chỗ vậy. Không có cò bầy đi anh em ạ. Cò đàn di cư này chưa có. Nay trở trời sao xuống êm lắm. Xuống đậu chán chê ra mới giật mà không thấy bốc. Anh em xem nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Làm lấy đôi mẻ về cho nó mát mà thời tiết âm u vậy. Đây được 4 em đây anh em ơi. 4 em được có em này mã này, viên lại đây này, được 2 con mã. Còn con này thì lum lum này. Con này thì bợ. Toàn có to. Có.
Có. Đây, thành quả của em đây. Là được 6 em anh em ạ. Đấy. Ngày nay hôm nay là được nhiều nhất từ hôm đánh đến giờ. Đấy, thành quả đây. Còn cò mồi đây, bãi. Đồ đoàn chỉ có thế thôi. Đấy. Xin phép chào tất cả mọi người nhá. Gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video ủng hộ em. Nhớ like đăng ký kênh nhá.